Sáng ngày 29 tháng 12, thông tin từ Ủy ban nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi có thông tin một người tên Kha nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên, phường Nguyễn Xiển, quận 9, Ủy ban nhân dân cùng công an quận 9, công an phường Long Bình đã tích cực truy tìm người này. Cơ quan chức năng đã tìm thấy người đàn ông tên Kha tại xưởng gỗ thuộc phường Long Bình. Hiện người này đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly của quận 9. 20 người tiếp xúc gần cũng được đưa đi cách ly. Trước đó, sau khi xuống xe ở phường Nguyễn Xiển, người đàn ông tên Kha xin vào làm tại xưởng gỗ ở phường Long Bình. Chính người chủ xưởng gỗ đã báo cho cơ quan chức năng khi biết nhóm người đi cùng với Kha dương tính với COVID-19. Trong sáng nay, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với Kha để tìm hiểu những nơi đến của người này để có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.